Vương Phi, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969 tại quận Đông Thành, Bắc Kinh. Cô là một nữ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên và nhà từ thiện người Hồng Kông, đồng thời là diễn viên hạng nhất quốc gia ở Trung Quốc. Vào năm thứ hai trung học, Vương Phi đã phát hành album của riêng mình Phong Tổng Na Lý Lai, chủ yếu cover theo Đặng Lệ Quân. Năm 1987, Vương Phi di cư đến Hồng Kông cùng với cha cô là Vương Hữu Lâm. Năm 1989, Vương Phi phát hành album solo đầu tiên Vương Tĩnh Văn, chính thức ra mắt trong làng nhạc Hồng Kông. Năm 1992, Vương Phi phát hành album Coming Home với ca khúc chủ đề Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương. Cô đã trở thành cái tên quen thuộc và giành được giải bài hát vàng của TVB Hồng Kông. Năm 1994, Vương Phi tổ chức 18 buổi concert tại sân vận động Hồng Khám ở Hồng Kông, phá kỷ lục số buổi concert đầu tiên của một ca sĩ Hồng Kông. Năm 1996, Vương Phi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time ở Mỹ, trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí này. Năm 2002, cô được kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là nữ ca sĩ thu âm tiếng Quảng Đông bán chạy nhất với tổng doanh thu kỷ lục là 9,7 triệu. Năm 2005, sau buổi biểu diễn phỉ bỉ tầm thường, Vương Phi bắt đầu nghỉ ngơi vô thời hạn. Năm 2010, Vương Phi trở lại và hát trong gala lễ hội mùa xuân của CCTV. Bài hát truyền kỳ của cô đã đạt được danh tiếng cao, năm đó cũng được mệnh danh là năm của Vương Phi. Từ năm 2010 đến năm 2012, cô đã tổ chức một buổi concert lưu diễn ở nhiều nơi. Năm 2016, Vương Phi tổ chức buổi concert âm nhạc ảo tại Thượng Hải. Đây là buổi phát sóng trực tuyến toàn cảnh 360 độ đầu tiên trên thế giới thông qua công nghệ VR. Từ năm 2010, Vương Phi rơi vào trạng thái nửa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cô sẽ hát ca khúc chủ đề cho nhiều bộ phim như BK of Love 2011, Như Nguyện 2021 và nhiều ca khúc kinh điển khác. Vào tháng 9 năm 2022, Vương Phi hát bài hát chủ đề Quy Đồ Hữu Phong cho bộ phim Vạn Lý Quy Đồ. Vào tháng 12 năm 2023, Vương Phi hát ca khúc Chấp Mê Bất Hối cho bộ phim Phồn Hoa. Về ca hát, Vương Phi đã học tập của các ca sĩ Âu Mỹ, kết hợp với tài năng của bản thân để tạo thành phong cách riêng biệt. Cách hát từ cổ họng khiến âm thanh có phần không rõ ràng, cách phát âm uốn lưỡi, sự thay đổi tinh tế trong âm thanh đã trở thành mục tiêu bắt chước của nhiều nữ ca sĩ trong một thời gian nhất định. Tạp chí Nhân Vật cho biết, Vương Phi là một trải nghiệm thẩm mỹ toàn diện kết hợp giữa ca hát, người mẫu, diễn xuất, phong cách sống và các giá trị phụ nữ. Cô không chỉ được công chúng coi là thần tượng mà còn là một trong những diva nội địa thế hệ đầu tiên. Ngoài những thành tựu trong âm nhạc, Vương Phi còn được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Giải Kim Mã Đài Bắc cho vai diễn trong Trùng Khánh Xăm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Vương Phi còn thường xuyên làm từ thiện. Cô thành lập Quỹ Thiên Thần Yên Nhiên vào năm 2006 để hỗ trợ trẻ em sứt môi và hở hàm ếch từ các gia đình nghèo. Đời tư của Vương Phi. Vào tháng 7 năm 1996, Vương Phi kết hôn với Đậu Duy và sinh con gái lớn Đậu Tĩnh Đồng vào năm sau. Sau khi kết hôn, cả hai sống xa nhau ở Hồng Kông và Bắc Kinh một thời gian dài, cuộc hôn nhân kết thúc 3 năm sau đó. Năm 2005, Vương Phi lại bước vào cánh cửa hôn nhân và tổ chức đám cưới tại dinh thự Hoàng Tử Bé ở Hậu Hải vào ngày 29 tháng 7. Người chồng là Lý Á Bằng, người trở nên nổi tiếng với một loạt phim truyền hình như Tương Ái. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2006, con gái thứ hai của Vương Phi, một bé gái tên Lý Yên, chào đời tại Bệnh viện Đại học Y Liên Minh Bắc Kinh. Tối ngày 13 tháng 9 năm 2013, Vương Phi đăng một bài đăng trên Weibo với nội dung: "Đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta. Em không sao cả, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Tôi đã ly hôn với Lý Á Bằng." Một viên đá khuấy động ngàn sóng, thu hút hơn 30.000 lượt xem chỉ trong 20 phút, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tháng 6 năm 2000, Vương Phi và Tạ Đình Phong công khai mối quan hệ sau khi được mời tham dự bữa tiệc mừng Tâm Trạng Khi Yêu. Cảnh hai người nắm tay nhau được người ta gọi là màn tay trong tay thế kỷ giới truyền thông. Ngày 28 tháng 3 năm 2002, Tạ Đình Phong lần đầu tiên thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã chia tay Vương Phi. Tháng 6 năm 2003,
cả hai lại nắm tay nhau và Tạ Đình Phong tiết lộ quá trình quay lại với Vương Phi. 6 tháng sau, hai người lại chia tay. Năm 2014, người đại diện của Tạ Đình Phong đã gián tiếp thừa nhận hai người đã quay lại với nhau, đồng thời người đại diện Trần Gia Anh của Vương Phi cũng xác nhận cả hai đã quay lại với nhau. Vào tháng 3 năm 2023, cả hai lại được chụp ảnh nắm tay nhau một cách trang trọng tại sân bay. Vào tháng 7 cùng năm, trên mạng lại có tin Vương Phi và Tạ Đình Phong đã chia tay. Tạ Đình Phong trả lời, đừng gây sự với hai chúng ta lâu rồi nhé. Cút đi đi. Anh phủ nhận tin đồn chia tay. Vào tháng 2 năm 2024, Vương Phi và Tạ Đình Phong xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau khi trở về sau chuyến du lịch Nhật Bản. Vào ngày 28 tháng 2, có thông tin tiết lộ rằng trong khi cả hai đang đi nghỉ ở Nhật Bản, họ đã cùng nhau gửi một lẵng hoa cùng lời chúc đổi mới mà không làm mất đi ý định ban đầu nhân dịp khai trương Akasaka Shimizu ở Tokyo. Giật mình với sự giàu có và độ nổi tiếng của Vương Phi đến tỷ phú Jack Ma còn phải cúi mình. Vương Phi được gọi là thiên hậu làng nhạc. Danh tiếng của cô chỉ đứng sau Đặng Lệ Quân. Và suốt mấy chục năm qua tên tuổi của Vương Phi trong giới âm nhạc vẫn giữ vững, đó là điều mà ít người làm được. Suốt mấy chục năm giữ gìn phong độ, Vương Phi còn được biết tới là người phụ nữ không chịu cúi đầu trước ai, cô ấy là người phụ nữ cao quý. Chuyện tình Vương Phi và tình trẻ Tạ Đình Phong cũng là câu chuyện khiến nhiều người quan tâm. Vương Phi là một trong những ca sĩ Cantopop nổi tiếng nhất Hồng Kông, hiện cô đang sở hữu khối tài sản ròng vượt quá 150 triệu đô và một số bất động sản tại Trung Quốc lẫn Hồng Kông. Không chỉ kiếm tiền từ âm nhạc, Vương Phi còn là đại diện cho nhiều nhãn hàng. Nhiều thương hiệu muốn có được sự hợp tác của cô để nâng cao danh tiếng cho sản phẩm của mình, do đó, họ ra tay rất hào phóng. Vương Phi cũng là người chịu chi. Truyền thông cho hay Vương Phi không chút do dự mà gọi 8 chai rượu vang đỏ trị giá 10.000 nhân dân tệ, 33 triệu đồng, trong một lần hẹn hò bạn bè. Đặc biệt trong nhà của cô có bức tượng Phật trị giá 9 triệu đô, hơn 219 tỷ đồng. Cô đặt bức tượng ở ban công và đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và cư dân mạng. Cách chi tiêu tưởng chừng như sang chảnh này lại thể hiện tình yêu và cách tận hưởng cuộc sống của cô. Nổi tiếng từ những năm 1990, Vương Phi hồi đó đã có 8 dinh thự tại Bắc Kinh và trở thành huyền thoại trong làng giải trí. Cô cũng sở hữu những chiếc túi hôm độc đáo và những chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng là phần thưởng mà nữ ca sĩ tự thưởng cho riêng mình. Điều này không có nghĩa là Vương Phi là người chú trọng đến vật chất mà trái lại, cô thiên về theo đuổi chất lượng và cái đẹp trong cuộc sống. Vương Phi là một người dám theo đuổi những ước muốn và sống theo cách của mình. Cô là một người phụ nữ cá tính. Sự nổi tiếng của Vương Phi được truyền thông kể lại bằng cả một giai thoại về sự hợp tác giữa Vương Phi và Jack Ma, Mã Vân, là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc được biết đến với vai trò nhà sáng lập Taobao và là cựu chủ tịch Alibaba, là một người có tiếng tăm trên nhiều quốc gia. Nhiều người coi Jack Ma là đối tượng để ngưỡng mộ, nhưng ông lại thần tượng Vương Phi. Vương Phi nổi tiếng đến nỗi Jack Ma cũng phải săn đón. Tỷ phú đã đưa các xe cao ngất để mời Vương Phi hát nhưng cô từ chối một cách thẳng thắn. Sau đó Jack Ma đã trả 160 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 570 tỷ đồng, và đầu tư sắp xếp thiết bị âm thanh, ánh sáng của sân khấu ở mức tốt nhất để Vương Phi đồng ý lời mời và biểu diễn song ca với Jack Ma hát nhạc phim Công Thủ Đạo. Bộ phim này ra đời năm 2017 và nhận nhiều tranh cãi trái chiều. Nhưng sự đầu tư của Jack Ma để nhận được sự hợp tác của Vương Phi cho thấy cô là một nữ danh ca tiếng tăm và còn là một người phụ nữ mà nhiều người khác ngưỡng mộ. Cách duy trì tình yêu khác lạ của Tạ Đình Phong và Vương Phi. Nam diễn viên Tạ Đình Phong tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ với Vương Phi. Cặp đôi tái hợp vào năm 2014 và chung sống từ đó đến nay. Theo truyền thông, Tạ Đình Phong vừa tham dự một sự kiện thương mại ở Macau, Trung Quốc. Tại sự kiện, anh có chia sẻ gây chú ý về chuyện tình cảm với bạn gái hơn tuổi Vương Phi. Anh cho biết, Giáng sinh năm nay, anh không thể ở bên Vương Phi. Cặp đôi được cho là ở xa nhau gần 2 tháng qua. Tạ Đình Phong nói thêm, anh và bạn gái chưa biết bao giờ mới gặp nhau vì cả hai đều có lịch trình riêng. Tạ Đình Phong cho biết anh đang có nhiều dự án phim ảnh cần ghi hình ở Hồng Kông trong khi đó Vương Phi được cho là không có mặt tại Hồng Kông. Trước câu hỏi của phóng viên, anh khẳng định, việc ở xa nhau không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm và sự tin tưởng họ dành cho nhau. Tạ Đình Phong và Vương Phi là cặp tình nhân chị,
em nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Hai người quen nhau khi Tạ Đình Phong mới 19 tuổi, còn Vương Phi đã bước vào tuổi 30, có một đời chồng và một cô con gái. Khoảng cách 11 tuổi giữa hai người dường như không ảnh hưởng tới tình cảm mà Tạ Đình Phong dành cho đàn chị. Nam ca sĩ ngưỡng mộ tài năng của Vương Phi và từng khẳng định cả đời này, người tôi yêu nhất là Vương Phi trong một cuộc phỏng vấn. Năm 2014, hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi hôn nhau tình cảm tại căn hộ của Thiên Hậu ở Bắc Kinh gây bùng nổ mạng xã hội Hoa ngữ. Đây cũng là bằng chứng xác nhận việc hai nghệ sĩ tái hợp sau nhiều năm xa cách. Kể từ khi tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Cặp đôi chung sống, thỉnh thoảng xuất hiện bên nhau trong các chuyến du lịch. Song, hai người không công khai mối quan hệ và không đề cập tới chuyện kết hôn. 3 năm trở lại đây, tin đồn Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay liên tục xuất hiện trên mặt báo. Nguyên nhân là cả hai ít đăng ảnh chụp chung, không tương tác với nhau trên mạng xã hội và hầu như không xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 3 vừa qua, truyền thông đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay ở sân bay Bắc Kinh. Hành động của hai nghệ sĩ gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, thông tin cặp tình nhân lệch 11 tuổi rạn nứt lại bùng phát. Trước làn sóng tin đồn bùng nổ, Tạ Đình Phong lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình, yêu cầu kẻ loan tin thất thiệt ngừng đồn thổi tiêu cực về mối quan hệ giữa anh và Vương Phi. Theo truyền thông, Tạ Đình Phong và Vương Phi hiện chung sống ở biệt thự của nữ ca sĩ tại Bắc Kinh. Thỉnh thoảng, anh trở về Hồng Kông thăm nhà hoặc giải quyết công việc. Anh thường xuyên nấu ăn, chăm sóc thú cưng giúp bạn gái. Trên trang cá nhân, anh vẫn đăng tải hình ảnh đời thường tại căn hộ của bạn gái nhưng không để lộ khoảnh khắc chung của hai người. Năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về kế hoạch tái hôn, Tạ Đình Phong khẳng định anh không muốn kết hôn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trương Bá Chi. Nam diễn viên hài lòng với những gì mình đang có và muốn tập trung cho sự nghiệp. Tạ Đình Phong tiết lộ, anh và Vương Phi gắn bó dài lâu vì họ có lối sống, quan điểm về tình yêu khá tương đồng. Họ đều là những người có sự nghiệp và đam mê riêng. Việc tôn trọng khoảng trời riêng của đối phương khiến họ luôn cảm thấy tươi mới trong tình cảm. Trong 9 năm qua, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ép đối phương phải ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Vào dịp lễ Tết, Tạ Đình Phong có thể về nhà thăm gia đình mà không cần đưa Vương Phi theo. Vương Phi cũng có những mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới và đi du lịch với bạn bè thay vì ở cùng Tạ Đình Phong. Vương Phi và Tạ Đình Phong vừa tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư tại Nhật Bản. Theo truyền thông, Vương Phi và Tạ Đình Phong vừa có kỳ nghỉ bên nhau tại Nhật Bản. Họ bị phóng viên bắt gặp khi vừa đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh. Hai ngôi sao nhanh chóng bị khán giả nhận ra, tiến lại gần xin chữ ký. Vương Phi vui vẻ ký tặng người hâm mộ rồi quay sang trò chuyện với Tạ Đình Phong. Họ dường như không né tránh ống kính của giới săn tin. Bỏ qua những lời đồn thổi của dư luận và khoảng cách 11 tuổi chênh lệch, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã ở bên nhau hơn 10 năm mà không cần đám cưới. Tạ Đình Phong hiện không chỉ là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh mà còn là doanh nhân tài năng, giàu có. Anh có một show truyền hình riêng và nhà hàng tại Hồng Kông, Đại Lục. Khối tài sản Tạ Đình Phong ước tính 143 triệu đô. Về phần Vương Phi, cô hầu như rút lui khỏi làng giải trí hơn chục năm qua nhưng sức hấp dẫn vẫn rất mạnh mẽ. Các sự kiện âm nhạc có sự góp mặt của cô đều thu hút người hâm mộ. Giọng ca 54 tuổi vẫn nhận được lời mời trình diễn, đóng phim nhưng Vương Phi từ chối để dành thời gian tận hưởng cuộc sống theo ý mình. Sự nghiệp của Vương Phi. Vương Phi sinh ra tại Bệnh viện Đại học Y Liên Minh Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8 năm 1969. Cha cô Vương Hữu Lâm là kỹ sư mỏ than. Mẹ cô Hạ Quế Anh là giọng nữ cao trong đoàn nghệ thuật mỏ than. Thời thơ ấu, Vương Phi sống cùng cha mẹ và anh trai trong một khu mỏ than ở Bắc Kinh. Cô theo học tại trường tiểu học Địa Đàng Bắc Kinh và trường trung học Đông Trực Môn Bắc Kinh. Từ khi còn nhỏ, Vương Phi đã bộc lộ tài năng tuyệt vời trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng mẹ cô luôn phản đối cô theo đuổi âm nhạc. Mẹ cô không cho cô tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào, nhưng điều này không ngăn cản được đam mê ca hát của cô. Năm 1983, Vương Phi 14 tuổi, xuất hiện trên CCTV để hát những ca khúc như Đại Hải A Cố Hương và Tiểu Bách Linh Chi Ca. Năm 1984, khi cô 15 tuổi, Vương Phi vào trường trung học Đông Trực Môn và trở thành học sinh trung học. Ở trường cấp 2,
Vương Phi bắt đầu bộc lộ tài năng âm nhạc của mình. Vào năm thứ hai trung học, Vương Phi đã thu âm bài hát đầu tiên của mình, Phong Tòng Na Lý Lai, chủ yếu dựa trên các tác phẩm của Đặng Lệ Quân. Tác phẩm này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Sau đó, các tác phẩm như Mê Nhân Tiểu Tỷ và Tình Yêu Quê Hương của Đặng Lệ Quân liên tiếp được phát hành. Năm 1987, Vương Phi 18 tuổi, cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào khoa sinh học của Đại học Hạ Môn. Tuy nhiên, cô quyết định từ bỏ việc học, rời Bắc Kinh và chuyển đến Hồng Kông cùng ba. Khi mới đến Hồng Kông, cô chọn tham gia một khóa học người mẫu, nhưng nghề nghiệp cô thực sự muốn làm vẫn là ca hát. Vì vậy, với sự giúp đỡ của bạn bè ba mình, Vương Phi đã học thanh nhạc với Đái Tư Thông ở Hồng Kông. Sự nghiệp diễn xuất. Công ty thu âm Tân Nghệ Bảo. Năm 1989, Vương Phi ký hợp đồng với công ty thu âm Tân Nghệ Bảo và đổi nghệ danh thành Vương Tĩnh Văn. Sau đó, cô đã giành được huy chương đồng trong cuộc thi sáng tác ca khúc nhạc châu Á, Thái Bình Dương với ca khúc đầu tiên sau khi ra mắt, Vẫn Một Câu. Tháng 10 cùng năm, Vương Phi phát hành album solo đầu tiên Vương Tĩnh Văn, doanh số bán hàng vượt qua 30.000 bản và cô đã giành được giải thưởng kỷ lục vàng. Năm 1990, Vương Phi phát hành hai album Evergreen và You Are The Only One, đồng thời giành được giải đồng người mới đến trên bảng xếp hạng nhạc hàng đầu cho album Vương Tĩnh Văn. Năm 1991, do người quản lý mới của Nghệ Bảo không mấy kỳ vọng về Vương Phi nên đã nhượng cô cho công ty Cổn Thạch Đài Loan với giá 2 triệu đô la Hồng Kông. Vương Phi tức giận chọn sang Mỹ để nghiên cứu sâu hơn và học tập kiến thức. Năm sau, với sự giúp đỡ của thầy Đái Tư Thông, cô trở lại công ty thu âm Tân Nghệ Bảo của Hồng Kông, phát hành album Coming Home. Cô một lần nữa trở nên nổi tiếng và đoạt giải bài hát vàng của TVB Hồng Kông. Năm 1993, Vương Phi phát hành album Chấp Mê Bất Hối, đĩa đơn chính Chấp Mê Bất Hối đã đoạt giải giai điệu vàng của đài truyền hình Hồng Kông. Bên cạnh đó, bài hát cũng đoạt giải thưởng bài hát gốc hay nhất của đài truyền hình Hồng Kông. Đồng thời, bản thân Vương Phi đã giành được giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất của đài truyền hình Hồng Kông. Cô cũng đoạt giải vàng nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu của đài phát thanh thương mại Hồng Kông. Cùng năm đó, Vương Phi phát hành album 100.000 tại sao và bắt đầu sử dụng tên thật của mình ngày càng nhiều. Vương Phi đối mặt với giới truyền thông và bắt đầu để tên thật của mình dưới phần sáng tác những tác phẩm. Vào tháng 4 và tháng 11 năm 1994, Vương Phi lần lượt phát hành hai album Tiếng Phổ Thông Mê và Thiên Không Tại Đài Loan. Ca khúc chủ đề Em Đồng Ý trong album Mê đã trở nên phổ biến trong làng âm nhạc Trung Quốc và được nhiều ca sĩ cover lại. Bài hát được hát lại nhiều nhất bằng tiếng nước ngoài, trong khi album Thiên Không đã bán được hơn nửa triệu bản. Vào tháng 6 cùng năm, Vương Phi từ bỏ nghệ danh Vương Tĩnh Văn và phát hành album Tiếng Quảng Đông Hồ Tư Loạn Tưởng. Vào ngày 14 tháng 7, bộ phim Trùng Khánh Xâm Lâm do Vương Phi và đạo diễn Vương Gia Vệ đồng sản xuất đã ra mắt. Trong phim, Vương Phi vào vai A Phỉ, một cô gái cá tính đang làm việc trong một nhà hàng. Nội dung phim kể về mối tình của cô với một sĩ quan cảnh sát do Lương Triều Vĩ thủ vai. Nhờ đó, cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 31. Vào tháng 12, Vương Phi đã phát hành album Thảo Hảo Tự Kỷ dưới nghệ danh Vương Tĩnh Văn. Đây là album cuối cùng Vương Phi sử dụng nghệ danh Vương Tĩnh Văn. Cùng năm đó, Vương Phi tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại Hồng Kông và lập hai kỷ lục về số buổi hòa nhạc ở Hồng Kông vào thời điểm đó. Năm 1995, Vương Phi cover lại các ca khúc của thần tượng Đặng Lệ Quân và thu âm vào album Âm Thanh của Phỉ Mỹ Mỹ, cô cũng thể hiện các ca khúc khác của Đặng Lệ Quân. Bài hát nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ thị trường. Cùng năm đó, Vương Phi phát hành album Một Người Đóng Hai Vai và album Zida. Bài hát nổi tiếng Ái Mùi của cô đã giành giải bài hát chuyển thể hay nhất tại giải thưởng giai điệu vàng Trung Quốc lần thứ 19. Bài hát Kỳ Tử của cô đã giành giải giai điệu vàng hay nhất tại giải thưởng giai điệu vàng Singapore lần thứ 3. Năm sau, Vương Phi phát hành album Tiếng Phổ Thông Phụ Táo. Với album này, Vương Phi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time vào ngày 14 tháng 10 năm 1996. Cô trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí này và cả sau đó. Cũng lợi là nghệ sĩ Trung Quốc thứ hai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time. Tạp chí này còn phong cho Vương Phi danh hiệu nữ hoàng làng nhạc. Hãng đĩa Bách Đại Sướng Phiến.
ngày 26 tháng 5 năm 1997, Vương Phi chính thức ký hợp đồng với hãng để Bách Đại Sướng Phiến và phát hành album cùng tên Vương Phi trong cùng năm. Vào đầu năm 1998, Vương Phi xuất hiện lần đầu trong gala lễ hội mùa xuân của CCTV và hát ca khúc Gặp 1998 với Na Anh, điều này đã khiến cô nổi tiếng ở đại lục. Vào mùa thu cùng năm, Vương Phi phát hành album Sướng Du, đây là album đầu tiên của Trung Quốc được ghi bằng công nghệ HDCG, CD độ phân giải cao. Trong thời gian Giáng sinh, Vương Phi đã tổ chức 17 buổi concert liên tiếp tại sân vận động Hồng Khám ở Hồng Kông. Từ đó đến đầu năm 1999, Vương Phi bắt đầu chuyến lưu diễn ở Trung Quốc đại lục. Cô chủ yếu lưu diễn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và những nơi khác. Chuyến lưu diễn này đã đưa sự nghiệp ca hát của Vương Phi lên một tầm cao mới. Năm 1999, Vương Phi tiếp tục nỗ lực thâm nhập thị trường Nhật Bản và phát hành đĩa đơn Ice On Me, ca khúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng doanh số bán đĩa đơn của Nhật Bản và đoạt giải âm nhạc châu Á tại Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản lần thứ 41. Cùng năm đó, cô tổ chức 2 buổi concert tại Nhật Bản và trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên hát tại Tokyo. Năm 1999, bản thân Vương Phi đã giành được giải đĩa vàng tại Nhật Bản, trở thành ca sĩ châu Á thứ 2 giành được giải thưởng này sau Đặng Lệ Quân. Năm 2000, đầu thế kỷ mới, Vương Phi phát hành album Ngụ Ngôn, cách sắp xếp và lời các bài hát trong album này cho thấy Vương Phi đã có một bước tiến lớn trong lĩnh vực âm nhạc. Đĩa hát được chia thành 2 phần, 5 bài hát đầu tiên được lồng ghép nhiều yếu tố như thần thoại, văn học, truyền thuyết, do Vương Phi sáng tác và Lâm Tịch viết lời. 5 bài hát cuối cùng thì mang lại cảm giác thương mại hơn. Năm 2001, Vương Phi bắt đầu tích cực khám phá thị trường Nhật Bản. Cô quay bộ phim truyền hình Nhật Bản Đại thoại Nhân duyên, bộ phim được phát sóng trên Fuji TV. Cô cũng hát bài hát chủ đề Lộng Giả Hành Chân. Cùng năm, Vương Phi phát hành album cuối cùng của cô với hãng đĩa Bách Đại Sướng Phiến, album Vương Phi cùng tên với album đầu tiên của cô do công ty này phát hành. Thu Âm Tân Lực. Năm 2002, Vương Phi ký hợp đồng với Thu Âm Tân Lực. Vào ngày 6 tháng 2 cùng năm, bộ phim Thiên Hạ Vô Song với sự tham gia của Lương Triều Vĩ, Triệu Vi, Trường Chấn Đăng và những người khác đã được phát hành. Trong phim, Vương Phi đóng vai muội muội của Hoàng đế, Công Chúa Vô Song. Với vai diễn này, cô đã giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 22. Cô cũng giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội Phê bình Phim Hồng Kông lần thứ 9. Năm 2003, Vương Phi phát hành album Tình Yêu do cô và Trương Á Đông nhà sản xuất thu âm. Điều này đã thay đổi phong cách sắp xếp của toàn bộ album từ thời kỳ Bách Đại Sướng Phiến rực rỡ và đầy màu sắc sang thuần khiết và gò bó. Đồng thời, album này đã lập kỷ lục bán được 20 đĩa bạch kim, 1 triệu bản, trong một tuần tại châu Á vào năm 2003. Cuối năm đó, Vương Phi tổ chức 8 buổi concert phỉ bỉ tầm thường liên tiếp tại sân vận động Hồng Khám ở Hồng Kông. Trong các buổi concert, Vương Phi đã thay đổi phong cách thờ ơ thường ngày và bắt đầu nói cười nhiều hơn với khán giả. Năm 2004, Vương Phi đã giành được giải nữ ca sĩ tiếng phổ thông xuất sắc nhất tại lễ trao giải giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 15 cho album Tình Yêu. Từ năm 2004 đến 2005, Vương Phi không phát hành album mới mà tổ chức buổi concert tại Thượng Hải, Tây An, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu, Đài Bắc và những nơi khác. Ngày 28 tháng 9 năm 2004, Vương Phi đóng chung với Lương Triều Vĩ, Cũng Lợi và những người khác, hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ trong bộ phim 2046. Trong phim, Vương Phi đóng vai Vương Tĩnh Văn, con gái của một chủ khách sạn, mối quan hệ với bạn trai người Nhật của cô bị cấm cản. Bất chấp sự ngăn cản của cha cô đã đến với Chu Mộ Vân, Lương Triều Vĩ thủ vai. Vương Phi cũng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 5 cho vai Vương Tĩnh Văn. Biến mất khỏi sân khấu âm nhạc. Năm 2005, sau buổi concert phỉ bỉ tầm thường, quản lý của Vương Phi, Trần Gia Anh thông báo rằng Vương Phi sẽ tạm nghỉ vô thời hạn. Từ đó trở đi, Vương Phi bắt đầu ít xuất hiện trong làng âm nhạc. Vào tháng 5 năm 2006, Vương Phi sinh con gái thứ hai, đặt tên là Lý Yên. Vào tháng 8, Lý Á Bằng thừa nhận trên trang cá nhân của mình rằng Lý Yên sinh ra bị sứt môi và hở hàm ếch. Để giúp đỡ nhiều trẻ em như vậy hơn,
Vương Phỉ và Lý Á Bằng đã thành lập Quỹ Thiên Thần Yên Nhiên trong cùng năm. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2006, Quỹ Thiên Thần Yên Nhiên, một quỹ phúc lợi công cộng đặc biệt do Lý Á Bằng và Vương Phi được thành lập với sự hỗ trợ và quản lý của Quỹ Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, đã chính thức ra mắt. Trong thời gian tuyên bố nghỉ vô thời hạn, Vương Phi đã tham gia bữa tiệc cứu trợ thiên tai của CCTV vào tối ngày 18 tháng 5 năm 2008, thể hiện ca khúc Đảng Nguyện Nhân Trường Cửu với hy vọng quyên góp được nhiều tiền hơn cho khu vực thảm họa Vấn Xuyên. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2009, Vương Phi đã tham gia buổi diễn tập của bữa tiệc Pháp Môn, cô cũng tham gia lễ lưu giữ xá lợi ngón tay của Đức Phật ở Bảo Kê, Thiểm Tây và hát bài hát Tâm Kinh. Trở lại sân khấu âm nhạc. Ngày 6 tháng 1 năm 2010, Vương Phi trở lại với ca khúc chủ đề U Lan Thao trong bộ phim Khổng Tử. Vào ngày họp báo ra mắt phim, Vương Phi không đến hiện trường mà xuất hiện qua VCR. Cô bày tỏ rằng cô ấy rất thích thú với bài hát, đây là bài hát đầu tiên công bố sau nhiều năm cô không xuất hiện, cô đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình thu âm. Vào ngày 14 tháng 2, Vương Phi đã hát ca khúc truyền kỳ tại gala lễ hội mùa xuân của CCTV, dù bài hát là bản cover tác phẩm của Lý Kiện nhưng nó vẫn chinh phục được nhiều người hâm mộ. Vào tháng 7 cùng năm, poster cho buổi concert Bắc Kinh, Thượng Hải của Vương Phi được tung ra. Sau suốt 5 năm không tổ chức concert, Vương Phi đã chọn quê hương Bắc Kinh làm điểm dừng chân đầu tiên cho sự trở lại của mình. Vào tháng 1 năm 2011, Vương Phi và Trần Dịch Tấn lần đầu tiên biểu diễn ca khúc song ca BK Of Love. Ca khúc đã giành được giải giai điệu vàng âm nhạc kỹ thuật số tại Kỷ lục vàng Trung Quốc lần thứ 8. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2013, tại buổi concert kỷ niệm lần thứ 60 theo đuổi ước mơ, siêu sao Đặng Lệ Quân tỏa sáng ở Bắc Kinh, Vương Phi đã biểu diễn tác phẩm còn dang dở của Đặng Lệ Quân như Thanh Bình Điều, Độc Thượng Tây Lâu. Năm 2014, Vương Phi thể hiện ca khúc chủ đề cùng tên cho bộ phim Thông Thông Na Thiên, sau khi bài hát ra mắt đã lập nhiều kỷ lục mới, vượt 1 triệu lượt xem trong 3 giờ và đạt 6,27 triệu lượt xem. Đồng thời, ca khúc này cũng trở thành video quảng cáo phim được xem nhiều nhất trong 24 giờ trong lịch sử. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Vương Phi phát hành album Tiếng Quảng Đông Phu Diễn. Đây là album Tiếng Quảng Đông thứ 10 của Vương Phi, hầu hết các bài hát trong đó là một số bài hát cũ của cô từ những năm 1990. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2016, Vương Phi đã tổ chức buổi concert âm nhạc ảo tại Thượng Hải. Buổi hòa nhạc được thực hiện trên webcast toàn cảnh 360 độ thông qua công nghệ thực tế ảo, VR, và được đồng bộ hóa với 166 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian phát sóng trực tiếp, tổng số người xem vượt quá 20 triệu, tổng lượt xem tích lũy lên tới 350 triệu. Vào tháng 1 năm 2018, bài hát quảng cáo cùng tên cho bộ phim Vô Vấn Tây Đông do Vương Phi thể hiện đã được phát hành trực tuyến. Vào ngày 15 tháng 2, cô xuất hiện trên gala lễ hội mùa xuân của CCTV để hát ca khúc Tuế Nguyệt cùng với Na Anh. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ca khúc mới của Vương Phi, ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim Tôi và Tổ quốc của tôi được ra mắt đã nhận được sự đón nhận mạnh mẽ của khán giả. Giọng hát của cô đã mang đến cho khán giả một cảm giác khác biệt. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, bài hát quảng bá chủ đề Như Nguyện do Vương Phi hát cho bộ phim Mi Country, Mi Parents được phát hành. Bài hát đã lọt vào top 20 bài hát vàng hàng đầu Trung Quốc năm 2021 tại Giải thưởng Âm nhạc Châu Á. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, cô hát ca khúc chủ đề Quy Độ Hữu Phong cho bộ phim Vạn Lý Quy Độ. Vào tháng 12 năm 2023, Vương Phi hát ca khúc Chấp Mê Bất Hối cho bộ phim truyền hình Phồn Hoa. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.